Tôi là Nguyễn Hoàng Tú, công việc hiện tại là nhà thiết kế. Từ trên ghế nhà trường thì tôi đã biết đây chính là một công việc phù hợp nhất đối với tôi. Công việc này không đơn thuần là một cái công việc mà để mình sáng làm chiều về, hay là một cái công việc để vì mục đích nào đó. Nó chỉ đơn giản là niềm đam mê, sở thích. Nó như một người bạn của tôi không thể nào sống thiếu. Khi mà nhìn những thớ vải hay là nhìn những bản vẽ thì nó gây cho mình rất là hào hứng và muốn làm một cái gì đó mới mẻ. Khó khăn cũng có rất là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy đó là niềm vui. Bởi vì trải qua những khó khăn thì mình mới biết là mình đang làm những gì và cái nào phù hợp với mình hơn, thì mình cứ quyết tâm mà tiến tới. Khi bước chân vào cái lĩnh vực thời trang này, không phải là bạn chỉ làm việc để chơi thôi, hay là một cái cảm xúc nhất thời làm cho bạn hứng thú để tìm tòi nó, mà bạn phải làm việc rất là nghiêm túc, rất là có tâm với nghề thì bạn mới vững được ở trong cái nghề này. Cũng như là làm bất cứ một việc gì đó, mình chỉ cần để cái tâm của mình vào thì mình sẽ gặt hái được những cái thành quả nhất định. Nhưng mà làm thời trang thì nó có khác một chút xíu, là khi mà mình có được những cảm hứng hay có được những cái gì mà từ bên trong mình ra rồi, mình phải tìm tòi và phát triển nó thêm. Thì Tú thì Tú rất là nghiêm túc với nghề và muốn tìm tòi, muốn làm những gì mới mẻ để cho cái thời trang Việt Nam mình nó phát triển, cũng như là cho bản thân Tú được thỏa mãn. Khi mà làm bất cứ công việc nào cũng vậy, mình không thể làm một mình mà hoàn thành tất cả, từ những công đoạn thì chi tiết cho đến những cái mà lớn lao, thì chúng ta cần những người bạn hoặc là những đối tác. Thì mình phải có một cái gì đó để tạo niềm tin cho bạn bè mình ở đối tác của mình hiểu là mình đang làm việc rất là nghiêm túc. Thì Tú đã nhận được sự giúp đỡ của rất là nhiều bạn bè giới thiệu cho Tú về những làng nghề thủ công Việt Nam, những làng nghề dệt lụa. Thì trong quá trình đó thì Tú đã tiếp xúc được rất là nhiều, từ dệt thủ công cho đến dệt máy để tạo ra những mảnh lụa. Nhưng mà thật ra thì có để dùng sẵn cũng được, nhưng mà Tú muốn làm một cái gì đó cho riêng mình, là muốn nó phải nâng tầm cái lụa Việt Nam mình lên nữa. Trăn trở thì cũng rất là nhiều trăn trở cho ngành thiết kế cũng như là cho các công việc hiện tại của mình. Bởi vì khi những sản phẩm mình làm ra, cái giá trị của nó lên rất là cao, hay là những cái mình dùng những công đoạn thủ công ấy, đưa vào thiết kế để cho mọi người hiểu và mọi người sử dụng nó, thì nó là một cách rất là khó khăn. Bởi vì nó là lụa đã đắt tiền, mình làm thủ công thì nó còn phải đắt tiền hơn nữa. Nhưng mà để làm thế nào để cho cái giá thành nó giảm xuống thì đó là một vấn đề rất là trăn trở với Tú. Nhưng một mình Tú chắc chắn là không làm nổi, nhưng mà Tú hy vọng là một ngày nào đó thì mọi người sẽ chung tay nhau để tạo ra một cái hiệp hội thời trang đúng nghĩa, và mọi người có thể là giảm được chi phí giá thành của sản xuất xuống và giảm được chi phí gia công xuống, thì những sản phẩm làm ra nó sẽ được nhiều người tiếp nhận hơn với giá thành hợp lý hơn. Điều mình tin tưởng để tiếp tục tạo động lực cho công việc sáng tạo là chính là do khách hàng của mình, những người yêu quý sản phẩm của mình và đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, để tin rằng là những sản phẩm mình là được làm ra để yêu thích. Mình thích đi cà phê một mình trong những lúc nghỉ trưa hoặc là lúc chiều tối. Những lúc đó thì mình suy nghĩ rất là nhiều về cái công việc của mình, mà có thể là tìm được những cảm hứng mới cho những sáng tác tiếp theo.